xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi kênh youtube của chúng tôi thưa quý vị những năm gần đây câu chuyện về việc xẻ thịt đất rừng tại huyện sóc sơn hà nội là vấn đề nhức nhối mặc dù chính quyền đã vào cuộc nhưng tình trạng xâm phạm đất rừng vẫn diễn ra phổ biến tri cục trưởng tri cục kiểm lâm hà nội cho biết có hiện tượng khi huyện sóc sơn cưỡng chế phá rỡ công trình vi phạm thì xảy ra cháy rừng sóc sơn nên đang đề nghị cơ quan công an lập chuyên án chia sẻ về công tác quản lý rừng phòng hộ ở huyện sóc sơn ông lê minh tuyên chi cục trưởng chi cục kiểm lâm hà nội cho biết lực lượng kiểm lâm địa bàn rất vất vả trong việc ngăn chặn người dân xây dựng công trình kiên cố trên đất lâm nghiệp quá trình thi hành công vụ có trường hợp người dân xây dựng trái phép không thèm tiếp vì cho rằng việc xử lý công trình vi phạm không thuộc chức năng nhiệm vụ của lực lượng kiểm lâm đáng chú ý liên quan đến tình trạng cháy rừng sóc sơn trong thời gian vừa qua ông tuyên cho biết đang đề nghị lực lượng công an lập chuyên án vì ông nhận định có hiện tượng bất thường. Qua các năm theo dõi, không thể có chuyện một buổi tối cháy 3 điểm chữa chỗ này thì cháy chỗ khác. Khi hỏi lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn thì được biết ở xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn thực hiện cưỡng chế công trình. Vị chi cục trưởng chi cục Kiểm lâm Hà Nội khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng trên phần đất rừng được chính quyền sở tại giao. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn, từ năm 2019 đến nay Hai bên hồ Đồng Đò có thêm nhiều công trình vi phạm. Riêng ở xã Minh Trí có gần 30 trường hợp, chưa tính hàng trăm ngôi lều nhỏ nằm trong rừng bị phá dỡ.